sẽ nhận trúng 10 triệu. Sẽ nhận để có cơ hội trúng 4 giải 10 triệu đồng và 500 thẻ cào điện thoại di động mỗi ngày từ Dr. Thành cho sách không độ number one. 10 triệu nữa. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Hãy xé nhãn, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để trúng thưởng mỗi ngày từ Dr. Thành cho sách không độ number one. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình quay số trúng thưởng, xé nhãn liền tay trúng ngay chục triệu đến từ nhãn hàng Cha Xanh Không Độ. Cha Xanh nhiều Dr. Thanh, nước tăng lực number one, number one dâu, number one chanh, number one active và trà sữa macchiato không độ. Đến với buổi quay số ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu anh Lê Nhân Đức, là đại diện cho người tiêu dùng. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị hãy hướng mắt về màn hình máy vi tính để chúng ta chờ xem ai sẽ là người may mắn đầu tiên sở hữu về cho mình giải thưởng là 10 triệu đồng tiền mặt nhé. E D K H 6 D C K, số điện thoại cuối 0676, xin chúc mừng. Và một lần nữa mời anh. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn N U Z T U T 2 H, số điện thoại cuối 8020, xin chúc mừng. Và người thứ ba may mắn sẽ là ai, xin mời ạ. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn 5 Z 8 E Q 4 4 C, số điện thoại cuối 7889, xin chúc mừng. Và vị khách thứ tư ạ, xin mời anh. Xin chúc mừng quý khách hàng có mã số may mắn C G K N F A H S, số điện thoại cuối 5468, xin chúc mừng. Kính thưa tất cả quý vị, ngoài 4 giải thưởng là 10 triệu đồng tiền mặt thì chúng tôi còn quay số để tìm ra 500 chủ nhân may mắn của thẻ cào mệnh giá 50.000 đồng. Và một lần nữa xin mời anh hãy giúp cho chị quay số. Kính thưa tất cả quý vị, nếu muốn tham gia chương trình xé nhãn liền tay trúng ngay chục triệu thì hãy nhanh tay mua ngay cho mình những sản phẩm đến từ nhãn hàng Cha Xanh Không Độ, Cha Thanh Nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực number one, number one dâu, number one chanh, number one active và trà sữa macchiato không độ. Đừng quên xé nhãn gửi ngay tin nhắn về cho chúng tôi theo cú pháp mã code gửi về 6020 hoặc truy cập website chục triệu mỗi ngày trong cơ để nhận mã code miễn phí nhé. Và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại màn hình máy vi tính để xem các mã số may mắn từ từ đã được hiện lên. Thời gian quay số của chương trình được diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Thời gian rất là dài, vì vậy còn rất là nhiều cơ hội cho tất cả quý vị. Vâng, tất cả các mã số may mắn ngày hôm nay đã được hiện lên. Một lần nữa thay mặt cho ekip chương trình xin chúc mừng tất cả quý khách hàng đã có mã số may mắn ngày hôm nay. Mọi thông tin và chi tiết liên lạc xin gọi về số 1800545478 hoặc truy cập website chục triệu mỗi ngày .com. Và ai sẽ là người may mắn tiếp theo? Đó có thể chính là bạn, vì vậy đừng quên truy cập trang web để cập nhật kết quả trúng thưởng hàng ngày nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sẽ nhận trúng 10 triệu. 10 triệu. Xé nhãn để có cơ hội trúng 4 giải 10 triệu đồng và 500 thẻ cào điện thoại di động mỗi ngày từ Dr. Thành cho sách không độ number one. 10 triệu nữa. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Hãy xé nhãn, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để trúng thưởng mỗi ngày từ Dr. Thành cho sách không độ number one.